từ tối hôm qua giờ anh đến đây anh cảm thấy rất ngột ngạt và không khí ở đây, anh nghĩ là anh không bị bệnh, anh đến đây anh bị bệnh đấy, anh đến đây anh bị bệnh vì nó khác hoàn toàn với cuộc sống và cái sinh hoạt của anh. Đừng có anh đợi đến chiều nay mà không được là anh sẽ viết Facebook, anh sẽ nói chiều nay mà không xét nghiệm cho anh, em có cái giờ xét nghiệm thì nói anh lên đây để xét nghiệm chứ không phải lên đây để ngồi cách ly. Mà trong khi đó cái người đi cùng anh đến Milan xin được đi cùng anh mà không chấp nhận điều đó. Virus cũng bị phân biệt là anh được đi mà cô kia không được đi, mà anh đến đây chả làm cái gì hết. Từ hôm 25 và hôm nay anh đến, hôm nay là đã ngày 15 ngày rồi. 15 ngày mà anh rời ý từ hôm 24, anh về Dubai một ngày. Anh chỉ bị ho, ho là cái ho là anh đã kéo dài một tháng nay rồi. Không phải từ lúc anh đi châu Âu về, mà ho thỉnh thoảng ho thôi. À, hiện tại tháng thì sức khỏe của anh ổn định, ví dụ không có sốt, không có đau họng, nghe phổi cũng không có gan. Thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến công việc, và thứ nhất là anh về thì ngay từ đầu anh về thì chưa có lệnh cách ly. Ngày 28 thì có lệnh cách ly của người từ châu Âu, và khi mà y tế tới nhà anh ấy và mà anh ký biên bản là hạn chế ra ngoài, thì anh hỏi là hạn chế là không được ra hay là được ra, thì họ nói là anh có được ra ngoài và được đeo khẩu trang. Thì đến ngày hôm sau họ đến là bảo là thôi anh tạm ở trong nhà không nên ra ngoài, thì anh cũng ở đến bây giờ. Cái không khí ở đây nó quá ngột ngạt, nếu như em ở đây buổi tối em sẽ cảm thấy như nào. Và thứ hai là còn về y tế ở đây chăm sóc thì anh thấy nhiệt tình, rất nhiệt tình. À, mà... hôm qua đã làm công tác tiêu chuẩn một lần rồi, sáng nay mình cũng phải lên nói lại cho anh một lần nữa. À, anh Tiệp thì về sức khỏe ổn định, sau khi được cách ly 15 ngày, theo anh nói là cách ly 15 ngày tại nhà, đã liên hệ với khoa vi sinh của bệnh viện để trong ngày hôm nay để lấy mẫu xét nghiệm. Và ít nhất thì anh Kiệp đã đồng ý với chúng tôi là nếu là hôm nay lấy được xét nghiệm thì phải ở lại đây trong vòng 24 giờ để đợi kết quả xét nghiệm.